Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, để giúp cho quý vị đốn lành, lánh giữ có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình kính thưa quý vị quý vị có biết rằng may mắn hay là xui xẻo giàu sang hay là nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mọi người mà nên nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điểm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì thế, có nhiều người biết được điều này. Họ đã nắm bắt được thời cơ, giải hung, hóa cát, cho nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay, gia tài, bạc tỷ chỉ trong một thời gian rất là ngắn. Nhất là có khả năng trúng số độc đắc, trúng thượng sẽ rất cao và tuổi nhâm tý sinh năm 1972 được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng trong tháng 2 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi nhâm tý hiểu duyên xem được video này nên biết tận dụng thời cơ mà chuyển thời đổi vận cải biến vận mệnh của mình đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và sau đây là lá số tử vi chi tiết trong tháng 2 âm lịch cho người tuổi nhâm tý. Xin mời quý tín chủ cùng theo dõi. Tử vi tuổi nhâm tý sinh năm 1972, tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023 người tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, là tuổi con chuột, thuộc mệnh mộc, tan đố mộc, nghĩa là gỗ cây dâu tằm. Số của người tuổi nhâm tý, sinh năm 1972 rất hợp vào, giờ chẵn, ngày lẻ, tháng chẵn. Nếu xuất hành đi xa, hay thực hiện những công việc quan trọng, thì bản mệnh tuổi nhân tý nên lựa chọn ngày giờ nói trên, sẽ giúp cho công việc được suôn sẻ, thuận lợi, không lo hao tổn tiền tài, mà lại thu được nhiều thành quả như ý, đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi nhâm tý, sinh năm 1972 người tuổi nhâm tý tuổi nhỏ cuộc đời hay lắm gian chân cuộc sống không được dồi dào từ lúc nhỏ không bao giờ được thành thơi thường lao tâm khổ trí tuổi càng cao càng nhiều lo nghĩ không lúc nào bằng phẳng số của tuổi nhâm tý chỉ được hưởng sự an nhàn vào khoảng độ từ 49 tuổi trở đi ở độ tuổi này thì có vài thành công nhỏ tiền tài cũng có nhưng cũng dễ hao tài lộc ở mức trung bình cũng như về đường con cái con cháu nên danh mau lẹ nhờ có phúc đức số của người này hưởng thọ trung bình từ 57 đến 60 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, tích phúc đức thì hưởng thêm niên kỷ. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, từ vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, bị tương hình án ngữ nên vận trình sẽ lên xuống rất thất thường, công việc có dấu hiệu trước thuận sau nghịch bản mệnh phải đối mặt với rất nhiều trở lực. Ở thời điểm hung cát đan xem như thế này, bạn được khuyên là nên thực hiện những việc đã nằm trong dự tính, kế hoạch sẵn có, những quyết định nông nổi, vội vàng hay phá cách đều không thích hợp vào lúc này, rất dễ gây ra rủi ro không đáng có. Trong tháng có, lâm quan trở lực công việc cũng có những thời điểm khởi sắc, song khó duy trì được phong độ ổn định này cho tới cuối tháng, khi bạn tưởng mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như thế thì sự cố bỗng phát sinh, chủ yếu xuất phát từ vấn đề về con người. Âm sát hung tinh xuất hiện khiến các mối quan hệ xã giao trục trặc, bạn bè có thể trở thành thù địch vì lòng đố kỵ, do đó, bạn nên chú ý hơn tới các mối quan hệ nơi công sở trong tháng này với người tuổi nhâm tý đừng quá xa cách nhưng cũng đừng quá dựa dẫm vào một ai đó mọi việc nên giữ khoảng cách vừa phải đôi bên sẽ có ấn tượng tốt về nhau hơn đặc biệt nên hạn chế chia sẻ các thông tin bí mật của mình với ai đó kẻo lòng người đa đoan khó đoán chưa chắc đối phương đã có chung quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề giống như bạn ở thời điểm vận trình bất ổn như thế này bạn nên tĩnh tránh động dù làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường nếu bản mệnh tuổi nhâm tý có kế hoạch lớn nào cần thực hiện hay phát triển thì nên chọn thời điểm phù hợp hơn nếu cần bạn có thể tham khảo ý kiến người thân hoặc bạn bè có kinh nghiệm đi trước dù vận trình có điểm hung hại nhưng như vậy không có nghĩa bạn chỉ có thể chấp nhận khuất phục nếu không được may mắn đồng hành bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra vận may cho bản thân bằng sức mạnh tự thân đừng dễ dàng bỏ cuộc Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, không ngại gian khó để đạt được niềm mong ước bấy lâu, mọi chuyện vẫn có thể chuyển biến tích cực khi bản mệnh suy nghĩ thông thoáng và hành sự thận trọng, có quyết tâm thì ắt sẽ thu được thành quả như ý muốn nhé. Về mặt tài vận, do không có tài tinh chiếu mệnh nên đường tài lộc của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 này cũng không thực sự lý tưởng như bạn mong muốn điểm báo tử vi cho thấy tài vận lúc tăng lúc giảm bất ổn đầu tư có thu lợi nhưng chưa thật sự bền vững mặc dù có sao thái âm là các tinh chủ về điền sản đất đai chiếu mệnh nhưng điều đó không có nghĩa là tài vận được ổn định trong tháng thứ tài có lúc khởi vượng khi lại giảm sút đáng kể hơn nữa bản mệnh còn bị hung tinh âm sát đeo bám nên tránh các dự án đầu tư quá lớn hãy đợi tới thời điểm thích hợp hơn đặc biệt người làm kinh doanh đầu tư nên tính theo đường dài tránh việc thấy cái lợi trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay đôi khi phải biết lùi một bước để tiến ba bước tạm chấp nhận buông bỏ một vài cơ hội nhỏ để chuẩn bị kỹ càng cho cơ hội lớn hơn sau này sẽ giúp bạn được nhiều hơn mất đừng quên trong tháng bạn đang được thái âm cắt tinh trợ mệnh vận quý nhân là nữ giới vượng nếu cần sự trợ giúp từ ai đó bạn hãy nhờ một vài người bạn là nữ của mình tìm hiểu thông tin từ đối phương họ sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường kiếm tiền tháng này những ai có tâm lý may rủi tiến hành các trò cờ bạc đỏ đen chứng khoán càng nên thận trọng bởi bạn sẽ không gặp may với những quyết định của bản thân Ngoài ra, người tuổi nhâm tý có vận khí cả năm, không được tốt lắm, bạn càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình, nên biết tiết kiệm thì tốt hơn, hạn chế mua sắm nhiều thứ không cần thiết, hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch, điều này sẽ giúp cho bạn cân đối được mức thu chi của mình, chi không vượt quá thu, có thể để có cuộc sống no đủ nhé. Về mặt tình cảm, ở phương diện tình duyên, mối quan hệ tình cảm của người tuổi Nhâm Tý nhìn chung vẫn khá ổn định trong tháng 2 âm lịch năm 2023, điều này sẽ giúp giảm bớt cho bạn rất nhiều phiền lo. Tình cảm lứa đôi có khi cũng sẽ phát sinh chút trở ngại mâu thuẫn, nhưng không kéo dài và ngay sau đó được hóa giải. Quan trọng là cả hai đều sẵn sàng nhường nhịn đối phương để gìn giữ mối quan hệ thì mọi chuyện rồi sẽ lại êm đẹp người có gia đình vẫn luôn biết cách giữ gìn hòa khí nên gia đạo bình yên gắn kết chỉ cần bạn kiềm chế cảm xúc của bản thân chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó người độc thân được thái âm các tinh chiếu mệnh tăng cường nhân duyên đặc biệt là nữ mệnh hứa hẹn sẽ có những trải nghiệm tình cảm thú vị những cuộc gặp gỡ trong tháng liệu có nên chuyện hay không phụ thuộc vào quyết định của bạn Tuy nhiên, nam nữ độc thân vẫn cần lưu ý những đối tượng đang theo đuổi mình, cần biết phân biệt rõ ràng đâu là tình cảm chân thành, đâu là sự lừa dối, đừng vì vài lời nói đường mật mà dễ dàng bị lừa gạt nhé. Về mặt sức khỏe, sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 trong tháng 2 âm lịch này không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, với không hề duy trì đều đặn thói quen sinh hoạt, ăn uống và tập luyện thể thao, sức khỏe rất đảm bảo hầu như ít ốm đau. Tuy vậy bạn vẫn nên bồi bổ cho cơ thể bằng một số thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường sức đề kháng, lúc mệt mỏi hãy cân bằng lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc. Cần học cách sống buông bỏ, để bớt phiền não, có như thế sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài, lưu ý trong tháng có âm sát hung tinh xuất hiện mang theo dấu hiệu xui xẻo, như tai nạn bất ngờ hoặc những thay đổi cực lớn về mặt cảm xúc. Bạn cũng nên chú ý giữ an toàn cho bản thân khi đi lại hay làm việc tay chân, đặc biệt phải làm chủ cảm xúc của mình trong mọi hoàn cảnh. Lý do khiến bạn chưa thành công trong tài chính có thể bạn chưa tạo cho mình thói quen tài chính thường xuyên. Sau đây là 5 thói quen tài chính quan trọng giúp bạn cải thiện tài chính cho mình. Thứ nhất là lập kế hoạch chi tiêu. Với cách chi tiêu không kiểm soát sẽ làm bạn nghèo đi rất nhanh. Có nhiều người thật sự không giàu nhưng người khác nghĩ rằng bạn là người giàu vì họ thấy cách bạn tiêu tiền, người nghèo mua nhu yếu phẩm còn người giàu mua xa xỉ phẩm. Bạn nên liệt kê những gì cần mua và đánh thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu hiện tại. Sau đó chi mua những gì mà bạn cho là cấp bách. Những gì chưa cần thiết thì khoan hãy mua vì có thể sau này kế hoạch bạn thay đổi và bạn sẽ chẳng cần những gì mình đã mua. Và như vậy bạn có sẵn tiền để chớp lấy những vụ đầu tư nhỏ hoặc tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh hiện tại. Thứ hai là so sánh giá cả và nhu cầu sử dụng. Cân nhắc nhu cầu nên mua, thuê hay mượn rồi hãy quyết định. Nếu mua, thì hãy tìm hiểu và thực hiện các so sánh về giá cả trước khi mua. Tuy hơi mất thời gian, nhưng bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền nếu tìm được người nào bán món hàng đó rẻ nhất. Và bạn chỉ nên mua cái gì đáp ứng nhu cầu sử dụng của mình mà thôi. Ví dụ như khi mua một chiếc điện thoại, bạn có 3 lựa chọn như sau. 600.000, màn hình trắng đen với các tính năng cơ bản, nghe, gọi, gửi và nhận tin nhắn. 800.000, màn hình màu, ngoài những tính năng cơ bản còn có chức năng nghe nhạc, chụp ảnh. 1 triệu, hỗ trợ thẻ nhớ 2 ghi và kết nối Internet. Nhưng nhu cầu của bạn chỉ là nghe gọi và gửi nhận tin nhắn thì hãy chọn cái 600 ngàn. So sánh cũng có tác dụng ngược khi bạn nghĩ rằng thêm mấy trăm ngàn mình có thêm những tính năng kia. Vì như vậy bạn đã đầu tư vào những nhu cầu không thiết yếu và vượt kế hoạch chi tiêu đã đề ra. Bạn cũng nên hiểu rằng việc bạn đang làm là tiết kiệm chi phí chứ không phải keo kiệt mà mua những vật điện thoại hư giá rẻ không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Thứ ba là mềm dẻo và kiên nhẫn trong danh sách đã liệt kê ở trên đến lúc này còn lại những nhu cầu không cấp bách nhưng sẽ cần đến lúc này nếu bạn gặp những đợt khuyến mãi hạ giá thì hãy mua bạn đã tiết kiệm được một khoản tiền trông thấy nên nhớ là việc chi tiêu theo nhu cầu sử dụng vì vậy bạn hãy linh động chọn những mặt hàng khác thương hiệu nhưng cùng chủng loại vì giá nó rẻ hơn nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng thứ tư là nhìn thấy bức tranh lớn bạn không nên nghĩ rằng kiếm tiền là để tiêu xài tiền lương tháng nào tiêu hết tháng đó, sống vô tư vì cuối tháng đã lại có lương rồi. Có những khoản chi tiêu như thuốc lá, là cả ngoài dịch vụ Internet không có mục đích tiền bồi dưỡng, tiền bo, là những khoản không đóng góp được gì cho mục tiêu lâu dài của bạn. Tuy không đáng là bao nhưng khi cộng dồn những khoản này trong một hoặc hai năm thì bạn sẽ ngỡ ngàng rằng mình đã có thể có một khoản tiền lớn để đầu tư vào cơ hội mới. Để đạt được mục tiêu tài chính lâu dài bạn nên tìm cách cắt giảm, loại bỏ, thay thế những khoản chi tiêu không cần thiết. Ví dụ như chơi pizza, coi phim ở dạp sẽ thay thế bằng việc sinh hoạt ở các câu lạc bộ. Việc này vừa rèn luyện được các kỹ năng vừa mở rộng mạng lưới quan hệ để tìm kiếm cơ hội lâu dài. Nếu bạn ở Hồ Chí Minh thì bạn nên đến nhà văn hóa thanh niên để sinh hoạt hàng tuần. Ngoài tiền gửi xe 3.000 đồng, thì hầu như bạn chẳng tốn gì khác. Thứ năm là Liên tục tìm kiếm cơ hội và dùng tiền tiết kiệm để đầu tư. Đến bây giờ bạn đã có khoản tiền tiết kiệm kha khá, những cơ hội để đầu tư. Bạn hãy cân nhắc cơ hội đó để dùng tiền tiết kiệm đầu tư vào nó bằng cách này bạn sẽ có nguồn thu nhập bị động mà bạn không phải mất nhiều thời gian những khoản đầu tư này sẽ kiếm ra thêm tiền cho bạn ngay cả lúc bạn đang ngủ có một điều quan trọng bạn phải nhớ là nếu khoản đầu tư đó đang sinh lời cho bạn thì đừng rút vốn đầu tư cuối cùng đừng quên học đi đôi với hành bạn phải hành động để nó trở thành thói quen và năm thói quen tài chính quan trọng của sự giàu có này sẽ theo bạn cả đời Đừng nghĩ rằng bạn có thể làm giàu qua một đêm để có được năm thói quen quan trọng của sự giàu có này, bạn phải mất cả năm để hành động và vài năm tích lũy kiến thức, vốn liếng và quan hệ. Hãy chọn con đường làm giàu chân chính và giúp người khác làm giàu nữa nhé. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi, mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại